cuộc sống của bất cứ tên tội phạm nào cũng chỉ có nghĩa khi có cho mình một dấu tích riêng. Anh chàng bánh gừng này chính là đối tượng hoàn hảo cho sát thủ kẹo ngọt. Văn phòng kẹo ngọt của anh có mùi thơm của gừng và hạnh nhân. Nhưng hết giờ làm việc rồi, đến lúc về nhà thôi. Mình nhớ ngôi nhà bánh gừng ấm áp của mình quá. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Tóm được cậu rồi, bánh gừng. Các người muốn gì? Chuồn lối cửa sổ thôi. Có một tên nữa ở đây. Cái này có mùi giống siro cây phong nè. Này Julian, cầm lại súng đi. Tụi mình đổi súng đi nha. Có vẻ đồng đội của Betty không được ổn lắm. Trông cậu ngon miệng quá. Là gì vậy? Chuông báo động à? Chạy thôi, cảnh sát sẽ tới đó. Này Betty, đợi mình với. Các cậu không thể để miếng bánh ngon dễ dàng ở lại được chứ. Nè, cậu mở cửa kiểu gì vậy? Cảnh sát tới rồi. Hưởng không, không đời nào. Nhà giam kẹo ngọt chính là ác mộng đối với mọi tên tội phạm kẹo ngọt. Julia không muốn bị giam chút nào. Thư giãn đi bé trộm. Cửa sắt ở đây thì làm từ kẹo đường, còn đường thì là bánh trứng đường đó. Ở đây toàn là những nguyên liệu tốt nhất thôi nha. Tự nhiên như ở nhà. Có lẽ chúng ta nên thử lừa anh chàng, nhưng không thắng được anh chàng bảo vệ này. Ryan quan sát nhất cử nhất động của Julia. Được rồi, không lừa lọc nữa nha. Hình như có gì không đúng lắm. Này, không công bằng chút nào, thả tôi ra. Mình sẽ biểu tình, lấy bánh kẹo cho tôi đi. Thử kiểu cố thật lớn cho mọi người nghe xem nào. Cái này chỉ có hiệu quả ở trong phim thôi. Nè, ai lại biểu tình như vậy? Giờ tốt hơn rồi đó. Ít nhất thì cũng phải cho mình một muỗng đầy đường chứ. Muốn bánh kẹo mà khó quá đi. Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu nha. Cần tìm cách để ra đây thật nhanh mới được. Julia nảy ra ý tưởng tán tỉnh anh chàng bảo vệ. Nè, anh chàng đẹp trai. Cái gì? Cô nói tôi đó hả? Có vẻ hiệu quả đó. Ryan đang xấu hổ nè. Anh có thích bánh burger không? Bánh burger? Tôi có nhiều đó thôi à. Xin lỗi nha, tôi không thích đồ ăn nhanh. Cái gì? Anh cứ thử một miếng không được à? Có vẻ như kế hoạch cô nàng thất bại rồi. Ở đây chán quá đi. Thời gian cứ như ngừng trôi vậy. Hơn không, mình sẽ chết già ở đây sao? Xin chào bóng tối, bạn hiền của mình. Nhưng đừng lo, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhà giam này đừng làm từ kẹo, còn ổ khóa thì làm từ sô-cô-la. Như vậy tức là chúng ta có thể ăn được mọi thứ xung quanh và được giải thoát. Sao Julia không nhận ra điều này từ sớm? Mình no quá. Hóa ra cũng có lúc chúng ta no vì quá nhiều bánh kẹo như thế này. Tù nhân dậy đi. Nhưng Julia không còn ngồi dậy nổi. Mình chạy thế nào đây? Không, mình đã làm gì thế này? Mày quá, chỉ là mơ thôi. Đúng là ý tưởng tồi tệ mà. Mình phải nghĩ cách khác. Có tiếng bước chân. Ai đến đây thăm mình ha? Luật sư của chúng ta à? Để xem nào. Là Betty à? Trong bộ đồ luật sư. Xin chào luật sư. Sao cậu dám để mình vào đây một mình chứ? Là cậu khiến mình phải vào đây. Julia, im lặng nào. Mình biết cách giúp cậu ra khỏi đây. Mình đã mua một chiếc điện thoại. Đâu rồi ta? Chúng ta chụp một kiểu ảnh nha. Nói bánh kem đi nào. Điện thoại xịn chứ ha. Mẫu mới nhất đó. Mình vừa mua sáng nay xong luôn. Nhưng mình có cái này cho cậu nè. Đây, một chiếc điện thoại mạnh mẽ, bền bỉ, không lo rơi vỡ. Cái này dùng được không đó? Cậu thử đi thì biết. Được rồi, chúc vui vẻ nha. Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên. Liên lạc thường xuyên hả? Cậu chắc chứ, xin chào. Cái này bật lên thế nào? Ở đây mình không có ổ điện nữa chứ. Mình có thể thử vẽ bằng phấn. Chẳng có tác dụng gì. Tất nhiên là vậy rồi. Bữa trưa trong nhà giam lúc nào cũng đúng giờ. Yến mà. Ngon quá đi. Chúc ngon miệng nha. Khẩu phần này ít quá à. Lại có cả tóc trong này nữa.
Có vẻ như Julia sẽ phải nhịn đói ngày hôm nay rồi. Nhưng vẫn còn một tách trà. Ui da, nóng quá. Trà nóng và ổ khóa sô-cô-la. Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn rồi. Trong khi Ryan vẫn đang mãi mê mơ về chiếc bánh kem, thì Julia lén đổ trà lên ổ khóa. Yeah, thành công rồi. Được rồi, khoan đã. Mùi gì vậy? Sô-cô-la nóng à. Thú vị đó nha. Kẹo mút ra quân. Mọi người mau đi tìm kẻ vượt ngục đi. Cậu không thể trốn thoát khỏi nhà giam kẹo ngọt dễ dàng như vậy. Không có ai à, đi thôi. Mình đi một mình mà, đúng không? Úi, là anh chàng bảo vệ. Cô thích kẹo mút không? Nhận này. Lại quay lại nhà giam à, mình suýt nữa đã trốn được rồi. Xin chào, anh gọi thợ sửa ống nước đúng không? Không có ai gọi hết, nhưng anh thợ vẫn khăng khăng có người gọi. Đường ống bị rò trong phòng giam. Nếu tôi không sửa thì bánh kẹo sẽ ngập trong nước thải hết. Không sửa là nguy hiểm lắm đó. Để anh thợ vào đi, chỉ cần không ở lại quá lâu là được. Nè, dậy đi. Là Betty này, đồng đội của Julia. Cải tràng giỏi lắm. Tù nhân tội nghiệp của chúng ta rất hạnh phúc khi được hỗ trợ đồ dùng cần thiết. Nhất là quả lựu đạn kẹo ngọt này. Cẩn thận nha. Có vẻ như Betty không phải bạn xấu như chúng ta nghĩ. Cô còn để lại đồ ăn vặt nữa nè. Lại đây nào. Lấy kiểu gì đây? Nếu mình làm thế này thì sao? Tuyệt vời. Giờ chỉ cần kéo thanh sắt lại như cũ. Phi vụ quá hoàn hảo. Betty đang đi đâu vậy? Wow, màn biến hình xuất sắc quá. Cô nàng thật xinh đẹp. Vì thế này, không phải kẹo dừa mà là kế hoạch cướp ngục sao? Cái này quan trọng hơn chuyện bánh kẹo nhiều. Để thực hiện kế hoạch, chúng ta cần đánh lạc hướng anh chàng bảo vệ. Và Betty đang làm rất tốt. Ryan không thể từ chối cô nàng. Đến lúc rồi. Chớp thời cơ mà chuồn thôi nào. Sao vậy? À, hiểu rồi. Được rồi, mình phải đi thôi. Chào nhé. Ôi trời. Được lắm. Là anh muốn như vậy nha. Lũ đạn, đến lúc tỏa sáng rồi. Bam. Mưa kẹo sô-cô-la tấn công tất cả mọi người, bao gồm cả Julia. Có vẻ như chạy trên kẹo như này không dễ chút nào. Có vẻ như Betty lại bỏ Julia lại hiện trường phạm tội nữa rồi. Julia, cô định trốn đó à? Không dễ vậy đâu cô gái. Không may Julia lại phải quay lại phòng giam. Mình phải ở đây bao lâu nữa đây? Nơi này thật tồi tệ. Ryan thậm chí tự khóa mình vào Julia nữa. Nhưng ít nhất anh chàng còn dùng kẹo để còng tay cô. Julia có thể ăn một ít. Ăn thêm vài thanh kẹo nữa là tay mình được tự do rồi. Anh chàng bảo vệ đã dậy từ lúc nào vậy? Ryan đã mất hết kiên nhẫn. Anh chạy về phía bàn làm việc, tìm kiếm gì đó. Là khẩu súng. Julia gặp rắc rối rồi. Không được cử động. Nhưng khẩu súng này cũng được làm từ sô-cô-la. Mình chán ngấy mấy chuyện này. Ryan rất bất ngờ. Giờ thì làm sao dùng được súng đây? Để tôi yên. Wow, mạnh tay thật đó nha. Hurry, cậu quay lại rồi Betty. Mình biết cậu sẽ không bỏ mình đâu mà. Chúng ta đã phá nhà giam rồi. Tự do rồi. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Chúng ta sắp thoát được rồi. Đứng lại. Không, sao lại có nhiều cảnh sát thế này? Lối ra đã bị phong tỏa, không có đường thoát đâu. Nhưng Betty không có ý định sẽ vào lại nhà giam. Này Betty, lại đâu mất rồi? Cô nàng lại chuồn trước rồi à? Cô nàng làm thế nào vậy? Xin chào nha phòng giam. Và chào cả Ryan với khuôn mặt cao có. Tất cả những gì Julia cần là một buổi lên lớp dài bởi anh chàng bảo vệ. Ai cứu mình với? Các bạn có thích câu chuyện về nhà giam kẹo ngọt của tụi mình không nào? Món kẹo yêu thích của các bạn là gì? Hãy chia sẻ ở phần bình luận nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video thú vị nào từ kênh Trum Trum Select.